học trò mới, chào đón một năm học mới mở ra với biết bao dự định, niềm tin và hy vọng. Chúng ta đều biết, trong thời đại ngày nay, khi đất nước đang từng ngày đổi mới, không chỉ đem đến nhiều thuận lợi, thời cơ, mà còn đem đến nhiều khó khăn, thách thức mới, đòi hỏi con người phải không ngừng trau dồi tri thức, đạo đức và tạo dựng những kỹ năng sống cần thiết để có thể hòa nhập vào cuộc sống sôi động và đầy phức tạp. Hơn ai hết, tôi và các đồng nghiệp luôn ý thức được trách nhiệm lớn lao của người đào tạo thế hệ trẻ, đào tạo nguồn nhân lực của đất nước. Chúng tôi luôn tâm niệm phải thường xuyên tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, phải tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm đem đến những bài giảng hấp dẫn, hiệu quả, phải rèn luyện tu dưỡng tâm thế tác phong của nhà giáo, phải thực sự là tấm gương về tinh thần tự học và sáng tạo. Cùng với ý thức trách nhiệm là tình yêu thương dành cho các em học sinh, chúng tôi mong muốn nhen lên trong các em ngọn lửa của đam mê tri thức, gieo vào lòng các em những giá trị đích thực của cuộc sống, giúp các em thực hiện ước mơ, hoài bão của mình, giúp các em vững vàng trên những chặng đường phía trước. Chính với quyết tâm đó mà năm học 2017-2018 vừa qua, chúng tôi vô cùng tự hào phấn khởi khi nhà trường được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo. Và để kế tiếp bề dày thành tích của nhà trường, trước thềm năm học mới, chúng tôi xin hứa với tinh thần đoàn kết nhất trí, sự đóng góp sức lực, trí tuệ của tất cả các cán bộ giáo viên, của các em học sinh, sự quan tâm giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể, chúng tôi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019. Và cũng nhân ngày khai trường, cho phép tôi có đôi lời gửi gắm tới các em học sinh, các em thân mến. Mỗi chuyến đò sang sông cập bến là biết bao giọt mồ hôi, vất vả, nhọc nhằn thấm trên vai áo những người thầy. Nhưng sự thành công của các em lại chính là nguồn lực, là sức mạnh cho các thầy cô tiếp tục phấn đấu hết mình vì sự nghiệp, hết mình vì các em học sinh thân yêu. Năm học mới đã bắt đầu, các em đang mang trong trái tim mình những ước mơ, khát vọng cao đẹp. Thầy cô và gia đình đặt niềm tin nơi các em. Mong các em hãy phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của tuổi trẻ, cùng nhau chiếm lĩnh tri thức, trau dồi đạo đức và tích lũy những kỹ năng sống để thắp sáng lên những ước mơ hoài bão của mình. Cô tin rằng, với truyền thống và niềm tự hào là học sinh trường Trung học Phổ thông Nho Văn Bê, các em sẽ đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019. Cuối cùng, trước khi dừng lời, xin kính chúc các vị đại biểu, quý thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc các trò thân yêu luôn học tập thật tốt, phấn đấu hết mình để trở thành những người chủ tương lai của đất nước. Chúc buổi lễ khai giảng thành công tốt đẹp.